như vật báu vô giá, được nhiều lợi ích. Như vậy, Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo, tuy nghe các công đức nhị thừa, nhưng biết được nó đều không rốt ráo. Tuy chứng được, nhưng rất nhàm chán. Tuy rất nhàm chán, nhưng rất khéo léo. Dùng phương tiện lợi ích hữu tình kia, làm cho họ khéo tu hành chứng nhập Niết Bàn. Như vậy, Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo không hộ trì công đức nhị thừa, tinh tấn tu hành các hạnh Bồ Tát, chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích an lạc cho các hữu tình. Mãn Từ Tử hỏi Xá Lợi Tử, nếu các Bồ Tát trụ ở ngôi vị bất thối chuyển thì đối với những hạnh gì không nên đắm trước vị ngọt của nó? Xá Lợi Tử đáp, đối với sáu ba la mật đa không nên đắm trước vị ngọt của nó. Vì sao? Mãn Từ Tử, vì nếu đắm trước vị ngọt của bố thí, trì giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, tâm điển bị tạp nhiễm, không như thật lợi lạc hữu tình, cũng lại không trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, do đó phải trải qua thời gian lâu mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát kia phải suy nghĩ, ta đối với sáu ba la mật đa tuy phải siêng năng tinh tấn dõng mãnh tu tập không để một thời gian gián đoạn như cứu lửa cháy đầu, nhưng đối với trong đó không nên đắm trước vị ngọt của nó. Lại nữa, Mãn Từ Tử, các Bồ Tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt các pháp quán không. Vì sao? Mãn Từ Tử, vì nếu đắm trước quán sâu vào vị ngọt của pháp nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tính không, tự tính không, vô tính tự tính không, tâm điển bị tạp nhiễm, không như thật lợi ích hữu tình, cũng không trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, do đây nên trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì vậy, Bồ Tát kia phải nên suy nghĩ, ta đối với các pháp quán không như vậy, tuy phải tinh tấn dõng mãnh tu tập, không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu, nhưng đối với trong đó không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa, Mãn Từ Tử, các Bồ Tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt của các pháp quán về chân như. Vì sao? Mãn Từ Tử, vì nếu đắm trước vào vị ngọt của sự quán sâu về các pháp chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, tâm liền bị tạp nhiễm, không như thật lợi ích an lạc hữu tình, cũng không trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, do đây nên phải trải qua nhiều kiếp mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì vậy, Bồ Tát kia phải suy nghĩ, ta đối với các pháp quán chân như vậy, tuy phải tinh tấn dõng mãnh tu tập, không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu, nhưng đối với trong đây không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa, Mãn Từ Tử, các Bồ Tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt của các pháp quán duyên khởi. Vì sao? Mãn Từ Tử, vì nếu đắm trước vào vị ngọt của sự quán sâu về vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, vô minh diệt nên hành diệt, cho đến sanh diệt nên lão tử diệt, tâm điển bị tạp nhiễm, không như thật lợi lạc hữu tình, cũng không trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Do đây phải trải qua nhiều kiếp mới có thể chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì vậy, Bồ Tát kia phải suy nghĩ, ta đối với các pháp quán duyên khởi như vậy, tuy phải tinh tấn dõng mãnh tu tập, không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu, nhưng đối với trong đó không nên đắm trước vào vị ngọt của nó. Lại nữa, Mãn Từ Tử, các Bồ Tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt của pháp quán về các thánh đế. Vì sao? Mãn Từ Tử, vì nếu đắm trước vào vị ngọt của pháp quán bốn thánh đế, khổ tập diệt đạo, tâm liền bị tạp nhiễm, không như thật lợi ích an lạc hữu tình, cũng không trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Do đây, phải trải qua nhiều kiếp mới có thể chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì vậy, Bồ Tát kia phải nghĩ, ta đối với pháp quán các thánh đế như vậy, tuy phải tinh tấn dõng mãnh tu tập, không để thời gian bị gián đoạn như cứu lửa cháy đầu, nhưng đối với trong ấy, không nên đắm trước vào vị ngọt của nó.